Tập 11, bộ phim Tấm Cám Ngoại Truyện. Lưu ý, vì sợ dính bản quyền cổ tích Việt Nam Tấm Cám, cho nên mình sẽ làm một bộ phim tương tự Tấm Cám chứ không phải là Tấm Cám. Các bạn nhớ cho mình một like nhé. Thôi, chán quá đi, sáng giờ không câu được con nào hết trơn á. Chị câu được con nào rồi chị Dương? Anh ra nãy giờ chị thấy em không có câu gì luôn á. Ủa, tại em câu không được nên em mới nằm nè. Mệt muốn chết. Sáng giờ chị câu được nhiều con lắm á, mèo coi không? Đâu? Đây, 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 để lấy cho mèo coi này. Trong giỏ có mấy con luôn nhưng mà chị thấy con này xịn nhất. Đúng nhở? Cá chép 16 cm. Wow, xuống nhở, con này em chưa câu được. Trời ơi, phải xịn chứ, câu sáng giờ mới được á. Chị cho em mượn đi. Em giữ cẩn thận nha, không nó rơi xuống sông là khó bắt lại lắm á. Chị yên tâm, phải tin em. Tin hồn mất tiêu rồi coi chừng tôi á. Vâng. Giữ cẩn thận nha mèo. Xịn quá à, giờ chỉ câu tiếp đi để em giữ giùm cho. Ok, mèo nhớ giữ giùm nha, giữ cẩn thận á. Ok. Ok, câu tiếp thôi. Trời ơi, sáng giờ mình câu mệt muốn chết luôn mà không có con nào. Con nhỏ này á, là nó mới thả câu xuống thôi mà dính con cá chép rồi. Giờ là mình sẽ ăn cắp con cá của nó rồi mình đem về, mình đưa cho má. Rồi chút nữa là má sẽ chửi nó. Đi thôi. Ủa sao mà tối khuya này rồi mà mèo còn chưa đem chạy ăn cá cho mình nữa ta? Giờ từ nãy giờ mèo vẫn chưa mang ăn cá chạy mình nữa. Hay là mèo lấy mất tiêu rồi? Giờ tối khuya vậy không có cá mang về là mẹ sẽ không cho mình ăn cơm mất. Mẹ ơi làm sao đây? Không dám về nhà luôn á. Hu 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 hu. Chết rồi, tối nay nhịn đói rồi. Giờ mới làm sao bây giờ? Tại sao con khóc? Ta là bà Bụt đây. Wow, lần đầu tiên con được gặp Bụt luôn á. À quên, con đang khóc mà. Ừ, sao tại sao con khóc? Con không câu được cá. Con câu một con cá em con đi mất tiêu rồi. Mãi giờ chưa trả nữa. Thì con câu tiếp đi, có gì đâu mà khóc. Con câu không được, con muốn ngửi khóc nè Bụt ơi, cho con đói quá. Bụt có gì ăn không? Ta không có đồ ăn. Thôi con đừng khóc nữa, ta sẽ cho con một quả trứng. Để làm gì vậy Bụt? Khi nào nó nở ra, có bất ngờ cho con. Wow, vậy con xin. Đâu ạ? Đây, hãy cầm lấy và mang về nhà nha. Con cảm ơn Bụt, con nhận được rồi. Rồi, đừng khóc nữa nha, đi về đi. Mẹ ơi mẹ. Mẹ nghe nè con. Con mới lấy trộm được con cá của chị Dương nè mẹ, bự không? Con gái mẹ thật là giỏi. Rồi nhưng con mẹ, Dương sao rồi? Một chút nữa là chị ấy về là chị ấy không có con cá nào hết trơn á. Là mẹ nhớ chửi chị ấy nha. Được rồi, để đó mẹ lo. Con dạ, giỏi dạ. Lắm. Chà mẹ con mới về. Con kìa mẹ đi đâu mà tới giờ mẹ mới về vậy? Con gán thức à, con gán ngồi trộn á. Có câu được thêm con cá nào không mà không câu được nó mới về muộn vậy á mẹ. Mẹ xạo, mẹ đi chơi với trai phải không? Không có mẹ ơi, trai đâu mà chơi. Đêm không khuya khắc người ta về người ta ngủ hết rồi. Ủa vậy chứ mẹ đi câu cá rồi cá của mẹ đâu? Cá con mèo cầm kìa hả? Ủa làm gì cái có gì đừng có nói xạo. Này của em câu mà. Đúng rồi, mèo nó về trước mẹ mà. Mẹ xạo hả, lại còn vu oan cho mèo nữa. Đúng á mẹ. Sao mẹ lại không tin con như vậy? Em con nói đúng mà. Con có bằng chứng không? Con không. Bởi vậy làm sao mà hả tôi tin cô được? Đúng rồi đó, chắc là chị Dương đi chơi với trai giờ mới về á mẹ. Phạt chị ấy đi. Đúng rồi, nên phạt Dương. Dương hôm nay con sẽ không được ăn cơm và con cầm con cá của mèo đi làm đồ ăn cho mẹ. Dạ vâng. Mèo đưa con cá chị mèo. Đây nè. Dạ thôi con đi chiên xù con cá cho mẹ với lại mèo ăn nha. À khoan nữa, khi nào mà chiên xù xong rồi á thì nhớ dọn dẹp nhà, quét nhà gọn gàng nha. Dạ vâng, vậy con đi nha. Đi đi con. Thôi, mẹ mới làm xong việc mình mụn dao. Cơm nước cũng nấu xong rồi, bây giờ mới có thời gian để chăm quả trứng mà Bụt cho. Bây giờ mẹ sẽ bỏ quả trứng vô đây để mình ấp lên. Không biết là nó có điều gì bất ngờ mà Bụt kêu là cứ ấp đi rồi nó sẽ có ta. Tò mò quá đi mất, để mình cất trứng vô đây mới được. Trứng ngon mau nở ra nha trứng rồi. Ta sẽ cố gắng ấp mày, chăm sóc mày thật là tốt. Ủ ấm cho mày với lại. Ủa mày đâu ăn mà gì đâu đúng không? Ừ, ta sẽ cố gắng ngày nào cũng ủ ấm cho mày để mày nở ra thật nhanh. Không biết mẹ, là cái gì vậy ta? Mẹ. Nhìn kìa. Gì vậy con? Chị Dương không đi quét nhà lau nhà mà đi làm cái gì kìa? Ôi, chắc là trai cho á mẹ. Trời ơi, cái con này hôm nay nó gan, nó dám đem trứng về nhà luôn. Bây giờ là mẹ kêu chị Dương đi quét nhà lau nhà đi để con ăn cắp cái trứng đó nha mẹ. Ừ, được đó con, để mẹ kêu. Để con đi trốn. Dương ơi. Dạ mẹ. Con làm gì đó? Con đứng đây. Con đứng đó làm gì? Con nhìn quả trứng này. Con đi lên con dọn phòng cho mẹ đi. Nhưng mà nãy con mới dọn rồi mà. Nãy con mới dọn dưới nhà thôi mà chứ con chưa dọn phòng mẹ. Ồ vậy hả ta, con nhớ con dọn phòng mẹ rồi á. Không thấy, mẹ mới vô này vẫn dơ nha. Vậy giờ mẹ nói con không nghe hả? Nhờ con đi, giờ con đi liền. Ok, đi lẹ đi con. Dạ vâng. Ủa mình nhớ là mình dọn rồi mà ta. Trời ơi, cái trứng này ở đâu vậy? Chắc chắn là trai cho luôn nè, chứ bình thường làm gì có. Bây giờ là mình sẽ ăn cắp mới được. Lần này thì coi chị thoát tội sao mà được. Trời ơi là trời, cái phòng gì mà vô thầy luôn á trời. Bày gì bày dưới không biết nữa. Mãi là mãi mới xong luôn á. Để mình coi trứng của mình nó ấp tới đâu rồi. Không biết nở chưa ta. Trứng xinh yêu của chị đâu rồi? Ủa sao không thấy đâu ta? Để lại thử lần nữa coi nào. Trứng xinh yêu của chị đâu rồi? Ủa
mất tiêu rồi. Mà nhớ mình để nó ở đây mà ta. Ủa giờ sao? Có muốn quả trứng mà cũng bắt cho được nữa. Giờ sao bây giờ? Quả trứng nó là bột cho, bây giờ không kiếm một quả thứ hai đâu. Sao con khóc hoài vậy? Tao hiện lên mệt chứ con. Con muốn khóc rồi, con mất tiêu quả trứng của nhà Bụt ơi, giờ sao bây giờ? Trời ơi, Bụt cho quả trứng mà không giữ sao để mất vậy? Bụt ơi, lần sau Bụt cho, Bụt làm ơn gắn cái bluetooth cho nó với. Mất có gì con gọi anh còn biết vị trí nó ở đâu chứ. Trời ơi, là trời, biết gì tao không cho rồi. Giờ sao Bụt lỡ rồi, cứu con thêm lần nữa đi, SOS. Thôi nín đi, đừng khóc nữa, giờ tao cho thêm một cái này. Mà phải giữ nha, không có được làm okay, mất đâu. Yay. Đây. Cầm đi. Ủa từ từ Bụt ơi, cái này ý là nó là trứng rán mà đúng không Bụt? Đúng rồi. Ủa thì Bụt cho con này chi vậy? Thì cũng là trứng thôi mà cái kia là trứng sống, con này ta chiên sẵn cho. Ủa Bụt, cái là cái quả trứng kia mở ra cái gì bí mật kinh khủng lắm mà sao nó ra để trứng rán này rồi? Giờ có lấy không? Nó nhiều vậy. Nó lấy, đợi con chiếu lấy liền. Rồi không bắt khóc nữa nha, ta đi đây. Ủa Bụt ơi, chị mới vậy á. Ui, nhà ngươi có nghe mùi gì không? Ờ, hoàng thượng ơi, hình như là Naughty không nghe mùi gì hết á, hoàng thượng à. À, ủa nhà ngươi bị nghẹt mũi à? Trời ơi, tại hạ nãy giờ quên, là nãy giờ uống cái gì đó, bây giờ hai lỗ mũi nghẹt cứng không nghe gì đó. Ơ, khoan, hoàng thượng. Vậy? Hoàng thượng quay sang hướng đông bắc nè. À, thấy rồi. Có một, vậy? Naughty nghe cái mùi gì đàn quen lắm. Đâu, mùi gì? Ủa, nhà ngươi mới nói bị nghẹt mũi mà. Không, chị nghe mùi đồ ăn cái nó thính đây rồi. Đồ ăn. Ê, hình như mùi trứng, hoàng thượng ơi. Ê, hình như nhà ngươi nghe lộn mùi rồi. Bên đây nè nhà ngươi ơi. Lộn đường. Lộn. Tại đây. Đó, nhà ngươi thấy từ xa không? Chắc có lẽ là cái mùi của cái dĩa trứng rán đó rồi. Khoan, hoàng thượng, coi chừng bị địch tấn công vì sao? Ở đó, tôi thấy một dân thường kìa. Không, đây thờ bình không có quân lính đâu mà địch tấn công. Dạ. Chỉ có địch thúi thôi chứ không có địch tấn công. Nhà ngươi đừng lo. Ủa, ngươi mới địch hay cái gì vậy? Ê, nhỏ kia. Ngươi là ai? Ờ, cho ta hỏi là ngươi làm gì ở đây vậy? Ủa, lấy ra đây là nhà ta luôn á. Ờ, vậy hoàng thượng có lời muốn nói với tí nha. Ờ, hoàng thượng nói đi hoàng thượng. Ờ, cái cô kia, cái trứng này cô làm bằng cách nào mà thơm vậy? Ta ăn biết bao nhiêu là trứng rồi mà chưa bao giờ mà nghe được cái mùi trứng thơm như thế này. Này ta được Bụt cho, ta cũng không biết cách làm nữa. Ê, nô tì lại đây ta nói nghe nè. Sao với hoàng thượng? Dẹp cái súng vô giùm ta cái, để em bé nó sợ. Nào ta. Ê, mà sao ta chưa nói xong mà, ấy gì vậy? Lộn, sao vậy hoàng thượng? À, thấy con bé nó xinh xắn, dễ thương quá, trứng cũng thơm đó, hình như ta bị túng tiếng sét ái tình rồi, không ấy giúp ta cầu hôn con bé ơi. Trời ơi, một bừng quân dương mang trong hình hai đất nước, như hoàng thượng đây mà tại sao lại đi yêu dương thường được? Hoàng thượng như vậy là không có được. À, nhưng mà giờ lỡ yêu rồi sao? Trời ơi, trời tao, bây giờ thích lắm rồi đúng không? Đúng, mình giờ thích quá. Rồi, để nô tì. Ê, tên kia, quỳ xuống. Đây là hoàng thượng của ta. Hoàng thượng của ta đang có một lời ngỏ ý tới ngươi, nhưng mà ngươi phải quỳ xuống chào hoàng thượng cái đi. Quỳ xuống. Hoàng thượng nói đi hoàng thượng. Quỳ rồi kìa. Nàng ơi, nàng có thể tém cái háng lại được không ạ? À? Nghe được cái mùi trứng của nàng á, ta cảm thấy rất là thơm và có ấn tượng, và ta thấy nàng cũng xinh xắn đẹp đẽ nữa, nên ta quyết định ta sẽ cưới nàng. À, nàng có đồng ý hay không? Nàng chỉ cần đồng ý thôi là đất nước này sẽ thuộc về nàng. Đất nước này chỉ có nàng và ta thôi. À, đâu tì kia. Ê, sao vậy hoàng thượng? Ê, ta không cho phép ngươi bự hơn ta, ngươi nhịn ăn đi. Sao đấy hoàng thượng? Nàng có đồng ý cưới ta không? Đất nước này sẽ thuộc về nàng và ta. Ta đồng ý. Ủa đi hoàng thượng ơi. Lấy nhau, ở đây khổ quá rồi. Ô sợ kê. Chuẩn bị kẹo nô tì, chuẩn bị kẹo. Các nô tì đâu? Tập hợp rồi đưa kẹo cho ngài mình đi về nào. Ngươi khỏi kêu, ta chỉ có mình ngươi là nô tì thôi. Mẹ biết tin gì cho mẹ? Ủa gì con, sao con hốt hải vậy? Trời ơi, chị Dương á là được vua cầu hôn, giờ chị ấy đang trên triều đình á, sống sung xuống. Còn con với mẹ là phải cực khổ nè. Cái gì? Ủa, nó đi lấy chồng hồi nào sao mẹ không biết vậy? Hèn gì mấy ngày nay không thấy chị ấy, thì ra chị ấy bỏ nhà theo đức vua rồi. Trời ơi, con này nó gan thiệt chứ, dám bỏ nhà theo trai. Không giờ tin sao được mẹ? Không sao đâu con, nó là một người lo cho gia đình này, nó sẽ nghĩ đến gia đình này. Sắp tới dỗ cha rồi, thế nào nó cũng về thôi. Chị ấy mà giờ là biết tay con. Đúng rồi, nó mà về là biết tay mẹ. Chàng ơi, chuyện là sắp tới dỗ cha của tao rồi á, nên là tao muốn xin chàng quay về nhà ta để mà làm dỗ cha của tao. À, nàng đi có lâu không? Ừ, chắc đi cũng nhanh thôi, tầm mấy ngày là tao về rồi. Được rồi, bây giờ ta sẽ gọi lính hộ tống nàng đi. Lính đâu? Ta là nô tì, không phải lính. À, vậy hả? Vậy nô tì đâu? Lấy lạ. Ta tới đây. Có gì không hoàng thượng ơi? Nô tì riết như ông nội ta vậy. Bây giờ ta sẽ cho ngươi là nhiệm vụ là đưa tiễn hoàng hậu của ta về nhà một thời gian. Tiễn về chỗ nào hoàng thượng? Đưa về nơi sản xuất. Bây giờ đó, cảm ơn hoàng cung, bây giờ còn mỗi chiếc này nha, xàm được thôi nha. Đi ơi, đi nha hoàng thượng ơi. Rồi, nhà ngươi đi đi.
lộn, thông cảm. Vậy lộn hoàng thượng, lộn. Giết hoàng hậu của ta lên. Rồi, đi hoàng hậu ơi. Rồi hoàng hậu của ta mà mắc cộng lông nào tớ cũng chuyện á. Vĩnh biệt hoàng thượng. Lộn hoàng hậu ơi, hoàng hậu. Từ lúc mà vào cung là hoàng hậu có được chiều nhiều không? Không, cũng bình thường à. Vô như không vô vậy á. Có gì kỳ vậy? Hơi cho tiền hay rồi hả? Dạ vô nghèo còn chết, mỗi tháng cho được có mấy đồng nữa mà. Bây giờ hoàng hậu bây giờ có nô tỳ riêng rồi, phò tá cho rồi, cho tiền xài chơi đi chứ đi đường xa mệt quá à. Ủa, tính là nô tỳ là hoàng thượng luôn á, nãy đẩy xuống sông chưa nói gì đó. Ừ nói chứ ủa mà cho nô tỳ hỏi là nhà hoàng hậu còn sao không chứ nô tỳ mệt quá nè. Ý là nô tỳ đi lũ nãy giờ mà ta chưa nhắc á. Trời ơi, sao không nói trời nãy giờ đẩy quá trời nãy. Nghe chỗ sọt rác này đúng không? Không phải, bên kia. À, ở đây đúng không? Trong viện cứu thương đúng không? Ủa, tính là nhà tôi không phải viện cứu thương. Vậy chứ đâu nói lại trời. Nhà kia kìa, trời ơi là trời. Đâu? Đó, căn nhà nghèo nghèo kìa. À, đây hả? Đúng đó, đúng rồi. Rồi, ok. Ủa, nhà này tên xinh gái hay báo mà chứ phải nhà của hoàng hậu đâu? Thì nhà má tôi đó. À ha, trời ơi, má hoàng hậu báo dữ. Thôi, ở nô tỳ về nha. Ok, bye bye, nay tôi mới vui. Rồi, no see you again. Mẹ ơi, con về rồi. Hello mẹ, hello mèo. Con gái của mẹ về rồi hả? Giờ đúng. Mặt về á hả? Đừng có nói chị như vậy chứ. Sao mẹ bên chị đó? Chị đi, chị ở xa, chị mới về mà con. Lâu lâu mới gặp chị mà. Nãy đi đường hơi kẹt xe nên con về hơi muộn á, chứ không phải con muốn về muộn đâu. Chị quên thì có. Không có quên mà. Chị kẹt xe thì với lại nô tì của vua đi tàu heo á, chở xuống sông luôn mà. Vớt cái xe lên nó hơi lâu một xíu. Tội nghiệp con gái của mẹ quá. Tì đó đi con. Con cũng muốn lắm mà vua có đúng một bên một nô tì rồi. Giờ kêu chém mà không còn ai dùng hết á. Khổ chứ đó. Vua gì mà nghèo vậy? Nhìn vậy thôi chứ vua lúc này nghèo lắm. Tính ra con cũng khổ quá ha. Hàng chi không thấy gửi tiền về cho mẹ xài. Đúng là đồ mê trai mà đi theo trai. Thôi con mèo đừng có nói chị vậy nữa. Vua ơi, con về rồi thì con đi hái trái cây đi. Có gì tí nữa con biếu lên cha nha. À dạ vâng, để con ra vườn con hái trái cây để con đưa lên cũng cha luôn. Đi liền đi con. Nha con, vậy con đi luôn nè. Châu tem chầu của cha vậy. Sao hôm nay mẹ nói chuyện dịu dàng với chị ấy vậy? Con phải dịu dàng với nó đi, để cho nó nghe lời mình, xong rồi nó lên nó hái cây, rồi mình ở dưới mình sẽ chặt cây, mình hủ tiêu nó luôn. Không biết rồi, tưởng đâu mẹ thương chị đó rồi chứ. Nghĩ sao vậy, mẹ chỉ thương một mình con gái meo meo của mẹ thôi. Mẹ ơi, giờ chị Dương á leo lên trên này kìa mẹ, bây giờ mình làm gì đi? Đợi mẹ xíu, mẹ lấy đồ nghề cái. Đúng rồi đó, bây giờ là mình hãy chặt cây đi, xong rồi á chị ấy sẽ ngủm và chồng của chị ấy sẽ là chồng của con. đúng rồi, con gái của mẹ thông minh quá. Làm liền đi mẹ. Thôi chặt cây thôi, dám đi theo trai nè, bỏ hai mẹ con ta nè, đúng, dám đúng, đi theo trai nè. Ủa mẹ với lại em làm gì vậy? Con đang thấy công mà sao cả nhà làm gì với gốc cây vậy? Có đâu, động đất hả chị ơi? Không, nó rung lắm luôn á, nó cảm giác như sắp đổ nè. Tại động đất á, em đang vĩnh cây nè. Đúng rồi, với lại có kiến nữa, mẹ sợ con bị kiến cắn quá à. Mẹ đang diệt kiến cho con nè. Dương ơi, Dương trời ơi, chị Dương. Tại sao vậy? Tỉnh lại đi chị Dương. Con ơi, chắc là nó ngẫm thiệt rồi. Bây giờ hay là để mẹ đi vô cung đình, mẹ nói mẹ sẽ gả con cho hoàng thượng. Đúng rồi đó, mẹ làm liền đi mẹ. Còn chị ấy thì con sẽ chôn cắt. Đúng, hãy chôn nó kế cha đi. Dạ. Mẹ đi đây. Dạ. Hoàng thượng ơi, bái kiến hoàng thượng. Cái gì vậy? Ta là mẹ của Dương nè. À, ta nghe nói Dương về nhà chơi vài hôm rồi mà. Tại sao ngươi lên đây kiếm ta vậy? Đó là chuyện buồn lắm hoàng thượng à. Ủa, chuyện buồn là sao vậy? Kể ta nghe. Hoàng thượng hãy chuẩn bị tinh thần trước nha. Đây là một tin không vui. Rồi, nhà ngươi hãy kể đi. Thật ra thì Dương vì hiếu thảo với cha quá, muốn đi lên hái chầu về cho cha. Xong rồi Dương bị té từ trên cao rớt xuống luôn rồi. Rồi nàng ấy có sao không? Đương nhiên là nàng ấy đã ngẫm rồi. Ôi, cái gì? Hù. Và con gái của ta thật là đáng thương mà. Được rồi, ta sẽ về thăm nàng ấy. Khoan, nhưng mà trước khi đi, nàng ấy đã để lời chăn chó cho hoàng thượng. Sợ hoàng thượng một mình cô đơn lẻ bóng, không có ai chăm sóc, nên là nàng ấy đã muốn mèo làm vợ của hoàng thượng để chăm sóc cho hoàng thượng đó. Cái chuyện đó để tính sau đi, bây giờ ta muốn về thăm nàng ngay và lập tức. Ôi, cái mùi gì thơm với gì ta, hình như là mùi bắp rang hay sao á. Ôi, đúng rồi. Cháu ơi. Ủa, bà là ai vậy? Phải cháu bán bắp rang không? Đúng rồi. Cháu cho bà xin một miếng ăn được không? Bán không có xin. Bà không có tiền mua cháu ơi. Bà không có tiền mua thì bà ra chỗ khác đi, chỗ người ta làm ăn mà. Cháu cho bà miếng được không? Không có cho, bà đi chỗ khác đi. Một hộp cũng được. Đã lắm không mà. Con nhỏ này thiệt tình. Không cho đúng không? Không là không, đi ra chỗ khác, chỗ người ta buôn bán. Không cho vậy tôi tự mua. Ê, không được đụng vô. Không bán rồi tôi phụ khác cho xỉu nè. Bắp rớt cho tay bà để bà ngửi chứ bà không có ăn. Wow, thơm quá.
Ai, mẹ con của con đó, sao mà nó ác mà nó sống dai dữ vậy nè. Giờ mình sẽ lấy cái hộp bắp này hồi sinh con bé Dương cho nó dậy. Ba la. Đi ở đâu vậy? Bà là ai? Bà là bà Bụt nè con, con không nhớ bà hả? Không mà. Trời ơi, ta cứu mày mấy lần rồi mà sao mà không nhớ? Nhớ chưa? Chưa nhớ ạ. Trời ơi, trời, bó tay với con nhỏ này rồi. Tôi mệt quá, tôi già cả rồi. Mày không nhớ thì thôi. Lần hồi sinh con có chuyện gì không ạ? Ai trời, trong xanh quá. Đúng là được sớm thật là vui quá đi. Con có nhớ chồng của con không? Thực ra con cũng không nhớ lắm nha. Ráng nhớ đi, rồi tao giúp cho. Bụt ơi, không mấy Bụt kiếm cho con chồng khác được không? Chồng này hơi nghèo xíu á. Cái gì vậy trời, nhớ giùm cái đi. Nhớ chưa? Hình như con nhớ rồi đó. Sao một cái hộp bắp này nè, nó sẽ giúp con tìm lại chồng cho con. Vậy hóa ra chồng con thích ăn bắp sao? Chồng con nó ham ăn lắm, nó mà ngửi được mùi là nó chạy tới à. Sao Bụt lại giới thiệu con một người chồng ham ăn như vậy? Chồng con mà. Bụt, hay là con tự chọn chồng mà con sao? Đúng rồi. Hay, con thật là thất vọng mẹ con quá đi. Ha, Bụt đưa bắp về để con đi tìm lại chồng con vậy. Giờ không có tiền, không có đồ ăn đó Bụt ơi. Đừng có ăn nha, cầm con thôi. Con sẽ không ăn đâu, con sẽ giữ thịt kỹ. Rồi, cầm đi. Cảm ơn Bụt, không biết bà Bụt nói có đúng không ta? Chỉ cần cầm cái bắp này là chồng của mình sẽ tới sao? Nghe hơi nó hơi vô lý nhưng mà nghe kỹ thì thấy nó cũng có một xíu thuyết phục. Thôi rồi, không nghĩ nhiều nữa, bây giờ mình sẽ thử luôn. Có cần đọc câu thần chú gì cho nó hiệu nghiệm không ta? Chồng ơi, chồng đang ở xó xỉnh nào, vậy đây với em đây. Không được, nó không có hiệu nghiệm lắm. Để mình suy nghĩ coi nào. Lần đầu tiên mà mình gặp được chồng mình là do bà Bụt cho mình quả trứng, xong rồi chồng mình ngửi thấy cái mới đi tới, không nhận là cho bắp nữa. Trứng rán bắp. Đúng rồi, có câu thần chú rồi. Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ, yêu không cần cớ, cần hoàng thượng cơ. Yay. Ủa, khi nào hoàng thượng mới tới? Tới lâu rồi, tôi múc bằng luôn cái bắp này luôn á nha, khỏi gặp nhau luôn á. Tới nhanh lên đi. Taxi. Ủa cái gì vậy? Đang đi du ngoạn mà tự nhiên mình bị hát xì ta. Có ai nhắc đến mình hả ta? Tự nhiên mình nhớ đến nàng ấy quá à. Ủa, ở ngoài kia có hoang đảo kìa. Ủa sao tự nhiên mình nghe mùi thơm thơm ta? Ủa không lẽ bên kia có một cái món ăn gì đó hay là một cái gì bí ẩn ta? Bây giờ mình sẽ bơi qua con sông này. Mình đi theo mùi thơm mới được. Ui. Ủa ai quen quen vậy? Ủa có phải là nàng hay không vậy, hay là ta qua mắt? Ủa hoàng thượng, sao giờ hoàng thượng mới tới? Em đứng chờ nó giờ mỏi chân lắm rồi á. Ta đi theo mùi thơm của bắp nè. Tại sao nàng có một loại bắp thơm thế? Bụt cho ta để mà hoàng thượng tìm tới á. Bụt kêu là cứ cầm là hoàng thượng sẽ tới. Ai ngờ hoàng thượng tới thiệt luôn. Hôm nay hoàng thượng tới không phải là vì ta mà vì cái bịch bắp này ư? Thật là buồn quá đi. Không, ta hửi được cái mùi thơm này là ta nhớ tới cái mùi trứng rán của nàng hồi đó làm á. Có nghĩa là ta nhớ nàng đó. Thật không vậy hả? Thật chứ. Vậy là cái này ý chờ rồi. Vậy là bây giờ ta và nàng có thể sống trọn đời bên nhau rồi. Ghê vậy sao? Bây giờ là ta sẽ không để đánh mắt nàng một lần nào nữa đâu. Rồi, bụp hiện ra đi bụp ơi. Mà em còn lấy mất tiêu con cá là con đem đi đâu mất tiêu rồi? Giờ không có cá là con không dám về nhà. Thì câu tiếp đi, có gì đâu mà khóc. Nhưng mà con câu không có được. Câu không được hả? Gì để ta câu giùm cho. Vâng, mày bụp câu con nhớ để con ngồi con chờ nha. Nằm bụp câu xong bụp gọi con dậy nha. Ừ, trời đó. Ta sẽ ban cho con một quả trứng đi vậy. Ủa gì hả? Thì ngồi công chung rồi hai người câu á. Phù phép cho mèo xỉu đi vậy đây. Mày lại kiếm cái gì phù phép à? Rồi cái chết luôn. Rồi cái chị cứ là này thì không bán đâu, tôi phù phép cho xỉu nè, đúng không? Không bán rồi tôi phù phép cho xỉu nè. Bắp ơi bắp hả? Bắp rơi lên, vô hộp hả? Bắp rơi lên tay ta nè. Rồi sau lúc đó chị hắm móc cái bắp ra. Giờ cắt bắp đi, cắt đi. Quay qua nhìn mèo chị, quay qua nhìn mèo. Còn không chị bay lên cái bàn ăn á. Cái bàn nấu ăn á, rồi chị nhìn vô camera, đúng rồi, 2, 3, vô. Bắp rớt vô tay bà để bà ngửi chứ bà không có ăn.